Sau đây là những thông tin chính trong bản tin tối ngày 23 tháng 5. Đầu tiên, giá xăng vượt mức 30.500 đồng, cao nhất lịch sử thời điểm hiện tại. Tiếp theo, thầy Park Hang-seo chính thức dừng dẫn dắt đội tuyển U23 và tập trung cho đội tuyển quốc gia. Lãi tăng giá đổi kênh nào. Sau đây là bản tin sale cho ngày 25 tháng 5 sắp tới. Chính vì thế các bạn đừng rời khỏi màn hình. Lãi quảng cáo thì chúng ta sẽ có những sản phẩm sale đến 80-90%. Cái gì? 80% á? Rồi, tính đến thời điểm hiện tại thì khi mà chúng ta bắt đầu diễn ra sale, tức là 0 giờ ngày 25 tháng 5 ấy, thì nó sẽ chỉ khoảng tầm chục tiếng nữa thôi. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những cái deal mà mình thấy rằng mức giá của nó có thể giảm đến sập sàn. Và đầu tiên sẽ là cái deal mà mình bảo là 80-90% ấy, đó chính em tai nghe Havit H208D, tức là 2008D. Mức giá của nó ban đầu sẽ là 1.290.000 nhá. Tuy nhiên, sale xuống sẽ chỉ còn là 129.000 mà thôi. Tính ra là giảm 90% à. Và nói sâu qua một chút nhá, chúng ta sẽ có thiết kế khung thép này, màng loa 50mm cũng như là mic khử nhiễu. Nói thật là các bạn ấy, riêng cái phần khung thép cũng như là chúng ta sẽ có cái mic khử nhiễu ấy, thì nó trong tầm giá 129.000 thực sự là đã quá ảo rồi các bạn ạ. Thiết kế của nó đã ăn tương đối là nhiều rồi với mức giá 129.000. Thành ra là mình nghĩ rằng mai mình cũng sẽ sắm một cái để về review anh em. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những điều khác nhá. Cái deal số 2 với mức giá là 450.000, sale còn 390.000 ấy, thì đó chính em tai nghe neckband này đây. Với các bạn lưu ý một điều nhá, đó chính là tùy khung giờ, nếu bạn săn vào lúc 0 đến 2 giờ chúng ta sẽ có một quà khác nhau. Còn nếu bạn săn từ lúc 2 đến 4 giờ chúng ta sẽ có một quà khác nhau. Với các bạn cá nhân mình thấy thì trong tầm giá 400k ấy, thì em này sẽ có những điểm mạnh như sau. Thứ nhất, đó chính là thiết kế và hoàn thiện tương đối ok. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng sẽ có cái tính năng đó chính là hít nam châm đây. Đấy, để các bạn có thể đeo cổ một cách thoải mái nhất nhá. Và nó không bị hiện tượng là chỉ là lòng thòng khi các bạn chẳng may chúng ta không đeo nữa, hoặc là các bạn để dựa vào đấy thì nó sẽ không bị rơi. Ngoài ra em này cũng sẽ có một số điểm mạnh, ví dụ như kiểu chúng ta sẽ có cổng sạc bằng dây tai xì luôn. Mỗi điểm mình thấy cũng khá là hay luôn. Tất nhiên với cái thiết kế dạng neckband này ấy, thì đây sẽ là một mẫu tai nghe dành cho những bạn nào chuyên tập thể dục thể thao. Ngoài ra em này cũng sẽ có một số điểm mạnh theo nhà xuất công bố, ví dụ như Bluetooth 5.0 này, chúng ta sẽ có chất âm mà thiên về nhu hướng tập thể dục thể thao, hay là các bạn sẽ có thời gian sử dụng pin đến 14 giờ. Ngoài ra chúng ta sẽ có công nghệ sạc nhanh, đó chính là 10 phút sạc 8 giờ nghe. Cái sản phẩm tiếp theo được sale ở đây đó chính là loa Havit SK838BT này. Thì em loa này mình cũng đã làm video nó rồi, so sánh có, so trên tay có, vân vân, đánh giá đủ thể loại rồi. Cá nhân mình giá đây là em loa to mồm nhá, mức giá của nó sẽ là 299.000 vào cái đợt sale. Và cá nhân mình thấy thì đây là một sản phẩm nói chung là dành cho những ai nhu cầu cơ bản, các bạn thích nghe loa to, thời gian sử dụng pin trâu ấy, thì loa Havit này sẽ là một sản phẩm nó đáp ứng được nhu cầu đó. Hoặc là bạn nào thích treo lủng lẳng vào cặp để nghe khi mà đi quẩy với bạn bè cũng được luôn. Với cơ bản em loa Havit này nếu mà so với LG ấy, chúng ta có thể thua kém về phần chất lượng âm. Tuy nhiên nếu mà so về phần pin ấy, thực sự em này quá trâu luôn. Trong khi đó chúng ta vẫn sẽ có những tính năng, ví dụ ghép nối đôi, tạo chế độ loa kép, cũng như chúng ta sẽ có khả năng đó chính là các bạn có IPX5 chẳng hạn. Đấy, về cơ bản là những tính năng mình thấy là cũng tương đối đầy đủ. Thế nên bạn nào săn sale thì nhớ nhá, mức giá sẽ là 299.000 vào đêm ngày 25 tháng 5. Tiếp theo chúng ta sẽ có tai nghe là đây, đó chính là H633BT. Về cơ bản đây là một tai nghe tương đối nhỏ gọn, khi mà chúng ta có thể gập bên này lại để mang lại một thiết kế có thể gọn nhỏ gọn nhất khi bạn đi du lịch. Cá nhân mình giá thì đây là một tai nghe có thể gọi là rất rẻ khi mức giá sale của nó sẽ chỉ còn là 399.000 thôi. Chưa kể đây là một sản phẩm over ear nhá. Và các bạn có thể đeo vào như này. Đấy, để chúng ta có thể đi bên ngoài nó cũng sẽ cách âm phần nào. Ngoài ra những phần như kiểu đệm tai ấy, cũng như đệm đầu thì mình thấy rằng nó khá mềm. Nhưng mà để về lâu về dài ấy, thì tất nhiên là cái độ bền của nó, nếu mà bạn nhúng nước sau đó các bạn làm ướt nó quá nhiều ấy, nó sẽ bị ảnh hưởng phần nào. Bởi vì lớp da này khi mình sờ vào cảm giác là nó không thực sự quá là dày đâu. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có phần quai đeo bằng kim loại đây. Thành ra khi mà sử dụng lâu dài chẳng may các bạn va đập ấy thì nó cũng sẽ khó gãy hơn nhá. Còn lại chúng ta cũng sẽ có những yếu tố, ví dụ cổng sạc USB Type-C này, tiếp theo đó jack AUX, cũng như là tất cả những phím bấm ấy thì sẽ đều ở một bên tai. Thành ra các bạn sẽ dễ thao tác cũng như là sử dụng hơn. Về cơ bản chúng ta sẽ chỉ mất một chút thời gian để làm quen mà thôi. Tất nhiên nếu các bạn mua sớm nha thì từ 0 đến 2 giờ chúng ta cũng sẽ có những phần quà, và từ 2 đến 4 giờ chúng ta cũng sẽ có những phần quà khác nhau nhá. Tiếp theo là một cái mẫu tai nghe Bluetooth thuộc dạng gaming và độ trễ của nó sẽ là 60 ms. Và cá nhân mình thấy thì thiết kế này tương đối hầm hố và làm mình liên tưởng đến những sản phẩm tai nghe Black Shark. Khi chúng ta mở ra sẽ có hai cái đèn nhấp nháy như kiểu mắt của Iron Man ở đây. Và các bạn khi mà tháo ra thì cảm giác đeo của nó cũng tương đối ok nhá. Dạng thiết kế form tai chúng ta sẽ thấy rằng nó có phần gì đó hao hao với những sản phẩm như kiểu là tai nghe của Apple chẳng hạn. Nhưng mà thực sự là thiết kế này nhìn ngầu vãi chưởng luôn, các phần như kiểu đèn led này. Mình thấy rằng ấy thì thiết kế này cũng khá là ok. Ngoài ra em này cũng được cái đó chỉ không bám mồ hôi, dấu vân tay. Lớp bên ngoài ấy, thì vỏ nó sẽ làm nhám, các bạn cũng sẽ cổng sạc đó chỉ tai xi nhá. Bên đằng sau chúng ta có nút bấm ở đây để các bạn dễ dàng kết nối hơn.
Tiếp theo chúng ta sẽ có em chuột cực kỳ ảo Makada, chuột không dây luôn nhá. Mã của nó sẽ là Havit MS76. Và em chuột này có một cái mình thấy khá là hay, thiết kế của nó tương đối giống những dòng chuột của Logitech mình đã từng dùng qua rồi. Với các bạn, với thiết kế dạng chuột như này, mình thấy rằng nó sẽ tương đối dễ cầm nắm. Các bạn sẽ có 3 chế độ DPI nhá, 1000, 1200, 1600. Ngoài ra con chuột này cũng sẽ có công nghệ đó chính là anti-slipping, gọi là chống trơn trượt một cách hiệu quả. Nói thật là với mức giá sale 199.000 ấy thì mình đang thấy rằng em này sẽ có điểm mạnh đó chính là thiết kế của nó. Nó đẹp hơn với con chuột Darrell hiện đang bán trên thị trường với mức giá cũng tầm tương tự các bạn ạ. Với các bạn thì chúng ta sẽ phải có một cái bài test để test xem con chuột 99K này mức giá cũng như trải nghiệm nó như thế nào. Ngoài ra mình cũng lưu ý các bạn luôn, đó chính mức giá 99K con chuột này sẽ chỉ diễn ra lúc 0 giờ mà thôi. Nhớ mà săn sale nhá. Rồi, cuối cùng sẽ là sản phẩm sale đó chính là tai nghe TVK967, một sản phẩm mà thiết kế của nó mang đậm phong cách của những tai nghe AirPods Pro luôn. Và bạn thấy rằng đây là một cái tai nghe, nói chung là thiết kế dạng form này nó tương đối là dễ đeo. Tất nhiên là tùy vào tai mỗi người nhá. Nếu bạn nào không quen đeo những cái tai nghe dạng Beats kiểu này thì nó sẽ hơi khó chịu một tí. Với em tai nghe 967 này trước đây mình cũng đã nghe rồi, bass của nó công nhận là nhiều thật, tuy nhiên thì đập hơi thiếu kiểm soát một tí, cảm giác các bạn nghe đâu cũng thấy bass luôn, đúng kiểu dành cho người thích ăn cơm ấy, đâu đâu cũng thấy bass. Thế nên anh em nào mà có khoảng tầm 300k thì sắm em này cũng được, một cái sản phẩm dành cho những bạn nào thích nghe nhạc quẩy luôn. Với các bạn thì đó là tất cả những món đồ các bạn có thể săn sale vào đêm nay khi mà chúng ta sẽ có đợt sale từ 0 giờ ngày 25 tháng 5. Tất nhiên là các bạn lưu ý nhá, ai thức càng khuya, cụ thể lúc 0 giờ đi chúng ta càng săn được nhiều deal ngon luôn. Các bạn nào có tâm, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả để có thể dễ dàng săn sale. Những cái sản phẩm khá là hay, ví dụ con chuột 99K ấy, tiếp theo cái tai nghe 129K. Ui, mức giá quá ảo Makadala luôn. Nói chung là mình cũng sẽ thức đêm để săn nên là chúng ta sẽ đối thủ với nhau đấy các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Bye bye.